Chào anh em, mình là Hoàng Anh, đến từ dụng cụ cơ khí Hình Trúc. Thì vào chuyên mục hôm nay, mình xin giới thiệu cho các anh em mới vào nghề cũng như các anh em sửa chữa chuyên nghiệp một dụng cụ không thể thiếu, đó là ETO. Và cái ETO này đến từ hãng CMAX, một thương hiệu cũng quá quen thuộc với các anh em. Thì nó để biết thêm về cái ETO này thì các anh em hãy nhớ mã sản phẩm của nó, đó là L0058-04. 04 đây có nghĩa là 4 inch. Và vào phần chi tiết của cái ETO này thì điều đầu tiên mình xin nói về cho anh em biết về cái quan trọng của một cái ETO. Đó là đầu tiên đó là chất liệu. Thì ETO thường thường người ta làm bằng thép hoặc bằng gang. Thì đối với chất liệu gang thì khi chúng ta tác động mạnh thì nó có một cái nhược điểm, đó là nó sẽ vỡ. Còn thép thì nó sẽ chắc chắn hơn nhưng mà giá thành của nó sẽ cao hơn. Về phần chi tiết của cái ETO này cũng như các ETO khác thì mình sẽ nói cho các anh em biết, đó là đầu tiên mình xin giới thiệu về phần ngoại hình. Thì nó có mã là L0058-04, giờ nó là thương hiệu của CMAX, 100mm. Thì cái ETO này được đúc nguyên khối. Và mình xin mở cho các bạn xem cái phần mà kẹp của nó, coi nó là dài khoảng bao nhiêu. Điều quan trọng trước khi mà các bạn sử dụng ETO thì các bạn nhìn cho mình là ở đây có 4 cái lỗ để chúng ta cố định phần ETO này với cạnh bàn. Nếu mà sử dụng đúng thì các anh em hãy để như thế này. Và cái phần này thì anh em có thể thoải mái mà có thể quay để kẹp những cái dụng cụ để mình hàn, cắt hay là taro cái gì đó. Và đây là kích thước khi mà chúng ta mở hết cỡ của cái ETO này, đó chính là 16cm. Và cái phần ngang của cái họng mở này là 10cm, tức nghĩa là 4 inch. Về cái phần đe thì nó được làm bằng thép, tại vì cái ETO này được đúc nguyên khối nên là nó rất là chắc chắn. Thì các bạn có thể để ở đây để đập, để dũa hoặc là làm những công việc gì đó là mình không có sợ là nó bị vỡ như là chất liệu của gang, thì rất là chắc chắn nha các bạn. Hai cái phần này thì đây là hai cái chốt khóa để chúng ta có thể mà dễ dàng mà xoay. Thì cái ETO này có thể xoay được 360 độ, nhưng mà muốn xoay được các bạn nên nhớ là các anh em nên nhớ là chúng ta cố định 4 cái đầu này lại. Thì mình chưa nói về cân nặng của nó, thì cân nặng của nó khoảng là 11,5 kg cho đến 12 kg, thì nó rất là nặng để có thể giữ để chúng ta kẹp trong quá trình làm việc. Nhớ đó là mình khóa cứng lại để nó không có thể mà dịch chuyển mà gây nguy hiểm trong quá trình làm việc. Thì mình sẽ kẹp thử một món cho các anh em xem. Giờ đây khả năng kẹp của nó rất là chắc chắn nha các anh. Rồi, các anh em có thể mà thao tác, chúng ta mài dũa hay là taro hay là giữ để cắt hoặc là hàn. Nói chung là đa năng. Nếu các bạn quan tâm đến sản phẩm hoặc có nhu cầu sử dụng nó, hoặc chúng ta
cần biết thêm nhiều chi tiết thì mình có để số điện thoại hiển thị trên màn hình, các bạn có thể alo trực tiếp đến bên mình để bên mình có thể tư vấn chi tiết về cái sản phẩm này cho các anh em tham khảo, hoặc chúng ta có thể mua hàng trực tiếp trên kênh Sang Đỏ, Shopee, Lazada hoặc là đồ nghề sửa chữa.com. Và xin chào các bạn, mình là Hoàng Anh đến từ Dụng Cụ Cơ Khí Hình Trúc.